Mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi bắt ong mọi người ơi. Vừa phát hiện được một tổ ong nè. Mà điều kỳ lạ là ổ ong là chưa từng thấy từ trước tới giờ luôn mọi người. Rất là hy hữu luôn. Nó già, nó bỏ hết trơn, ong nó đi muốn hết rồi nè. Nó già chát luôn rồi, nó già vàng ổ luôn. Mà cục mặt kìa. Còn lừ trơn mặt luôn nha mọi người. Lần đầu tiên mình thấy ổ này luôn nè. Ông bỏ đi muốn hết rồi còn mấy con à. Để mình bắt cho mọi người xem nha. Một tay mình cầm mình bắt. Còn một tay thì mình quay nha mọi người. Và bắt chừng nữa có ổ nào khó bắt mình sẽ bắt cơm. Mình quay thấy cái ổ ong rồi mình sẽ bắt nữa, mình quay cái kết cho mọi người xem nha. Tại ổ này đầu tiên cũng hơi dễ bắt nè. Nè, cho mọi người xem cục mặt nè. Còn tổ ong già nè, hết ấu trùng luôn nha mọi người. Tổ ong này chuẩn bị bỏ đi nha mọi người. Một cục mặt nè, đóng tem vô luôn. Vậy thôi mình xin ngưng đây để mình đi tìm ổ khác bắt. Khi nào có tổ ong mình sẽ quay cho mọi người xem. Tổ nào dễ bắt thì bắt được mình bắt. Còn tổ nào khó bắt mình sẽ quay cho mọi người xem. Thấy câu ong rồi mình sẽ bắt nha mọi người. Tiếp theo luôn mọi người. Nè, tổ ong vừa bắt luôn, cục mặt chắc đóng tem rồi quá, bít nắp á. Tổ này hơi dễ bắt để mình vừa quay vừa cầm máy bắt cho mọi người xem nha. Rồi nó đóng ăn liền vô cái thân cây cái luôn. Cầm khá là nặng nha mọi người. Rủ ra cho mọi người xem. Đây cho mọi người xem cục mặt đây nè. Nhìn cục mặt thấy ham không? Quá đẹp cục mặt luôn mọi người. Thôi mình xin ngưng nha mọi người. Vừa mới phát hiện được tổ ong tiếp theo mọi người ơi. Nè, tổ ong này đóng cái bình bát nha mọi người. Cục mặt nhỏ, dĩ thì bự nhưng mà cục mặt thì làm hơi nhỏ nha mọi người. Tổ ong này đóng trên cây bình bát. Cắt cho mọi người xem. Một tay khó làm quá mọi người, chắc mình xin ngưng để mình cầm hai tay bắt quá, tại cây này hơi bị bự rồi. Ở lúc nãy mình mới vừa bắt này nha mọi người, mình vừa phát hiện được hai tổ nữa, nhưng hai tổ này hơi nhỏ nha mọi người. Kìa, đó kìa, hai tổ này hơi bé anh tí, đó một tổ đó. Cái bên đây một tổ nó trốn trong đám sậy này nha mọi người. Hôm nay mình đi bắt của mình ên nè. Bởi vì mình sẽ đi quay những cái tổ ong cho mọi người xem thôi. Còn khúc bắt thì chắc mình xin tắt máy để mình bắt. Tại bắt ong này bắt hai tay mới được mọi người. Đó con tổ nữa đó. Tổ này đóng cái kèo lạ luôn. Kèo cây sậy đứng sững luôn mà đóng nè. Vậy thôi mình xin ngưng để mình bắt nha. Mình vừa bắt xong nha mọi người. Nè, ong nó còn bay kìa. Ong còn bay chỗ đó kìa. Tổ này còn tơ quá, mình không bắt mọi người, mình chừa lại anh em có ai vô gặp bắt được bắt đó. Thôi mình xin ngưng để mình đi tìm ông tiếp đây. Hiện được ổ tiếp theo luôn mọi người. Nè, mọi người xem ông cục mặt cũng đóng rồi. Động rồi. Để mình bắt nha mọi người. Vừa phát hiện được ổ tiếp theo nha mọi người. Yeah, trong bụi bông giấy á. Trong này khó quay quá, giống nhện hơi bị nhiều nha mọi người. Để dọn trống ra mọi người xem mới rõ được. Cái này cặp mé đường lộ nên mình bắt cho nhanh nên sẽ không quay chi tiết đâu được nha mọi người. Vừa phát hiện được tổ nữa mọi người. Tổ này dễ bắt nè. Cỡ này ông
nó mới xuống lùm mà gì tổ nhỏ nhỏ không nha mọi người. Cắt gớt cho mình vừa quay vừa bắt cho mọi người xem nha. Tổ này nhìn cũng ngon lắm mọi người nè, quá trơn cục mặt luôn, quá êm luôn rồi cục mặt nè. Phát hiện được tổ tiếp theo luôn mọi người, cũng trong cái lùm xài này luôn nè, nhìn cục mặt nè, rất là ngon luôn. Để anh bắt cho mọi người xem nha. Mình bắt mình vừa bắt vừa quay nên hơi rung lắc, mọi người xem thông cảm nha. Mặt nè. Vậy thôi mình xin ngưng để mình đi tìm mẫu mới nha mọi người. Phát hiện được tổ nữa mọi người, cũng trong đám sậy này luôn, kế ở kia luôn. Tổ này hơi khó bắt nên mình sẽ ngưng để mình bắt nha mọi người. Rồi. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, tổ ong đóng trong kẹt hết á. Tổ ong này cũng khá là to nha mọi người, nhưng mà không biết mặt sao đây. Nằm trong lùm này nè. Mình mới vừa phát hiện ra một tổ nữa trên cây gáo này kìa nha mọi người. Kìa. Để mình mở ra cho mọi người xem. Đó, tổ ong trên cây gáo đó cao lắm nha mọi người. Cây gáo nhỏ nữa. Chắc mình sẽ leo cây bên đây. Mình chờ qua mình bắt quá. Mình leo lên mình bắt. Mới vừa kiếm một lát trong cái đám sậy này thôi mà được 4 tổ rồi nha mọi người. Nè, mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Đó, mình vừa leo lên cây gáo đó đó, ong nó còn bay đen trời trơn kìa. Mọi người xem kỹ cho thấy ong nó bay. Đây, 4 tổ đây. Vậy thôi mình xin tạm ngưng để mình tìm mình bắt, khi nào có mình sẽ quay cho mọi người xem đó nha. Phát hiện được ổ tiếp theo là mọi người. Mọi người xem là tổ ong này khá là to nha mọi người. Tổ ong này trong cái bụi lùm này chắc cũng hơi khó bắt, là mình xin tạm ngưng để mình bắt nha mọi người. Ông nó bay ra bay vô lấy mặt gì nha mọi người. Tổ tiếp theo luôn mọi người, bữa nay đi bị gì toàn là ổ tổ nhỏ nhỏ không à. Tổ này trên tầm giới vậy thôi, để mình tắt máy mình bắt nha mọi người. Phát hiện được hai tổ cái bên luôn mọi người, đây một tổ nè, sát đắt luôn. Đó, một tổ nha. Nè, kế bên đi luôn nè nha mọi người. Sát bên luôn. Đó, đó một tổ nữa đó. Đó. Hai tổ ở kế bên luôn nha mọi người. Đây mình quay lại cho mọi người xem ha, đây một tổ ha. Mình di chuyển ngang qua đây cái nè. Đó, đây một tổ nữa nè. Đó là hai tổ. Để thôi mình xin ngưng với mình bắt đây. Vừa phát hiện được ổ tiếp theo nữa mọi người. Nè. Ở trong lùm nè. Ổ này cũng được à. Lùm kín quá. Mình dọn ra mình bắt. Mới vừa phát hiện được một tổ nữa mọi người. Tổ này già quá, chắc mình để đây luôn, bỏ luôn chứ mình không bắt quá mọi người. Nè, cho mọi người xem nè. Tổ rất là to luôn. Mà nó bị già, nó già, nó bị sâu rồi nha mọi người. Quá trời cái tổ luôn kìa. Ở ngoài nắng nữa. Mà nó bị già, nó khô mặt rồi nha mọi người.
nên mình không bắt đâu. Mình để nó luôn. Mình cho mọi người xem cái ổ tổ ong nó già nó bỏ đi nè nha mọi người. Mình guồng trong đám sậy á, thấy tổ ong nó già nè. Chắc này trá ngược nắng, mọi người xem chắc hơi bị trá quá. Những cái trắng trắng này là những cái bị sâu nha mọi người. Nó bị sâu á. Cái dĩ à, hết biết cái dĩ nó to chưa. Tổ này cũng gần gần kế bên cái tổ già hồi sớm á. Thôi mình ngưng, mình đi tìm tiếp đây. Vừa phát hiện được một tổ nữa mọi người ơi. Tổ này tơ mới về. Đông con thấy ghê luôn. Mình để đây luôn chứ mình cũng không bắt đâu nghe mọi người. Tổ tơ, hy vọng là chuyến sau mình đi sẽ còn nha mọi người. Mới vừa phát hiện ra được một tổ nữa mọi người ơi. Tổ này cũng kế cái ổ tơ rồi sớm luôn nè. Cũng nổi trong cái lùm này nè. Đó, mình phóng ra cho mọi người xem. Phải bữa nay có người kia đi theo quay bắt ngày im quá. Để chuyến sau đi. Tổ này cũng được nha mọi người. Mặt nhìn thấy cũng bự đó mà không biết mặt hay là không. Chứ mình thấy là nó có dáng nắp rồi đó. Vậy thôi để mình ngưng mình bắt nha mọi người. Hiện ổ tiếp theo mọi người. Ổ này cũng gần mặt đất nè. Giờ mình bắt. Gần mặt đất con sát hung quá mọi người. Mình vũ ở trong vườn xem. Đó. Vậy thôi mình xin ngưng để mình cắt mình lấy nó ra nha mọi người. Mặt khá là to nha. Vậy là xong mọi người ơi. Chắc này chắc mình tạm ngưng để mình đi về quá. Chuyến đi bắt ong bữa nay của mình được bao nhiêu rồi nha mọi người. Ong cỡ này cũng có mặt là bọc nào cũng nặng chứ. Mặt tương đối được không à. Này nằm dưới hứa nó chảy mặt tùm lum ra trơn. Vậy là chuyến đi của bữa nay của mình được bao nhiêu đây nè. Này cũng gần 3 sỉ, cả 3 sỉ nha mọi người. Gần 1 lít á. Có thể cứng 3 sỉ. Thôi mình bỏ vô keo. Đi bắt mình là sử dụng cái keo gì nè nha mọi người. Có mưa này cũng không sợ nữa. Dưới nó gọn. Rồi xong mọi người. Vậy thôi mình xin kết thúc clip này tại đây luôn nha mọi người. Xin chào mọi người luôn nha.